Cũng đang công tác tại đội quân nhạc quân đoàn 4. Hôm nay đến tham gia chương trình này và rất vui được làm người hỗ trợ cho đồng chí Hùng. Đồng chí Hùng ơi, hãy cố gắng, hơi cao cố gắng nhiều, hãy tự tin. Đến với vòng thi đặc biệt, chúng ta thấy 26 chiếc cặp đang sẵn sàng với những giá trị ở bên trong hiển thị trên màn hình từ 1.000 đồng cho đến 100 triệu đồng. Thưa quý vị, và anh Xuân Hùng ngồi ở vị trí cặp số 23, không biết anh giữ lại cặp 23 hay đổi bất kỳ cặp nào khác ạ? Xin đổi. Vâng, cặp số mấy? Lấy đổi số 11. Tại sao ạ? Vì người mẫu hay vì con số? Không, nói chung là cả hai. Cả hai. Chúng tôi xin mời bạn Thiên Thanh mang cặp 11 đến cho anh Xuân Hùng. Cặp 11 này sẽ được giữ đến thời điểm cuối cùng chúng ta mới mở ra. Và trong chương trình này, anh có cơ hội sẽ khám phá những đợt như sau. Đợt đầu 6 cặp, sau đó 5, 4, 3, 2, 1. Giữa những đợt như thế, ngân hàng sẽ chào mua chiếc cặp số 11. Ngân hàng sẽ dựa vào tiêu chuẩn nào, tiêu chí nào để chào giá. Anh mở được nhiều cặp nhỏ, ngân hàng chào giá cao. Chính vì vậy cho nên hãy cảm nhận sự may mắn của mình và mở những con số ở bên trái chẳng hạn. Càng nhiều càng tốt, giữ lại 3 con số giá trị cao nhất. Càng để về sau, giá trị càng được tăng hơn nhiều. Bây giờ thì không biết là anh thích phiêu lưu mạo hiểm hay là thích cẩn trọng chi ly. Chiến lược của anh trong phòng thi này như thế nào? Giải trí là chính, nhưng mà nói chung được đến đâu người ta nói anh đó. Vâng. Và cái con số mà anh mơ ước đạt được là bao nhiêu ạ? Số này như 100 triệu. 100 triệu số này. Anh cảm nhận cặp 11 là 100 triệu. Vâng, chúng tôi bao giờ cũng vậy, muốn người chơi của mình đạt giá trị cao nhất. Nhưng các người mẫu, các khán giả cũng như người dẫn chương trình không biết cặp nào là bao nhiêu. Và chỉ cuối cùng mở ra hết chúng ta mới biết. Còn bây giờ anh sẽ có cơ hội chọn 6 cặp đầu tiên. Xin mời. Chọn số 26. Số 26, dãy số cuối cùng. Chúng tôi xin được mời bạn Phương Ngân chuẩn bị. Cặp 26 sẵn sàng. Kết quả bên trong là 5 triệu đồng thôi. Anh còn cơ hội 5 cặp nữa. Số 25. Nguyễn Phương Thảo chuẩn bị là 250.000 đồng. Còn 4 cặp nữa. Rồi số 24. Thúy Nga chuẩn bị ...5.000 đồng. Còn 3 cặp. 22. Anh Thư chuẩn bị. Cặp 22 đã sẵn sàng. Kết quả bên trong là 75.000 đồng. Mời anh tiếp tục, còn 2 cặp nữa. Số 20. Bạn Quân Nhi chuẩn bị. Cặp 20 kết quả 20 triệu đồng. Một con số khá là cao, chưa phải là cao nhất. Quan trọng còn giữ lại 3 con số cao nhất. Tiếp tục còn 1 cặp nữa. Số 6. Bạn Hoài Phương chuẩn bị. Cặp số 6 sẵn sàng. Mở. 50 triệu đồng.